Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính chào các quý đạo hữu Kính thưa các quý đạo hữu Thế này chúng ta đã bước vào tu tập chu kỳ thứ bảy Với điều giác ngộ thứ ba của Kinh Bát Đại Nhân Giác Và ý trong điều giác ngộ này đó là Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến chi túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp thì cả cái điều giác ngộ ấy là nếu tâm không biết đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác bồ tát không như vậy thường nhớ đến chi túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp thì chúng ta đã tu tập cái ý ý một của cái điều giác ngộ thứ ba này ở trong chu kỳ thứ sáu rồi là chúng ta đến chu kỳ thứ bảy là tiếp tục tư duy quán chiếu về ý thứ hai của điều giác ngộ thứ ba qua bài kinh cư sĩ chứng quả dự lưu kinh nikea nguồn đại tạng kinh việt nam tương ưng bộ năm chương 11 một phẩm phước đức sung mãn kính thưa các quý đạo hữu tâm chiếu hoàn quán xin đọc bài kinh vì bài kinh ngắn, cho nên tâm trí ẩn quán xin đọc lại. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sắc tại Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, mang bát đi đến nhà thích nữ Kaligoza. Sau khi ngồi vào chỗ đã dọn sẵn, Thế Tôn nói với thích nữ Kaligoza thành tựu bốn pháp này này gô Gia, vị thánh đệ tử là bậc dự lưu không còn thối đọa quyết chắc chứng quả giác ngộ thế nào là bốn ở đây này gô Gia, vị thánh nữ đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với phật đối với pháp đối với tăng và vị này trú ở gia đình, tâm giải thoát khỏi cấu ế san tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ bố thí, lầy gô ra, thành tựu bốn pháp này, một nữ thánh đệ tử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa quyết chắc chứng quả giác ngộ. Phần kinh này thì Đức Phật có dạy cho người đệ tử Phật tại gia muốn vào được quả dự lưu. Dự lưu tức là hướng quả. Thì chúng ta có hướng quả tu đà hoàn và tu đà hoàn. Hướng quả A-la-hàm và quả A-la-hàm. Hướng quả A-la-hán và quả A-la-hán. Thế gọi là thánh bốn đôi tám vị. Các quý đại hữu rõ chữ này chưa ạ? Tức là nó có hướng quả và quả thì hướng quả đã là không thối đoạn rồi Hướng quả thì sẽ vào quả Chúng ta có bốn quả Đó là tu đà hoàn, tư đà hàm A la hàm và a la hán Thì bốn quả này đều có thêm bốn hướng quả Bốn hướng quả tức là sắp vào quả Thế cho nên gọi là Thánh bốn đôi tám vị ở chỗ này đấy. Thế thì nếu như một người cư sĩ tại gia đệ tử Phật mà chúng ta thành tựu được bốn pháp này thì người đó sẽ vào được hướng quả không còn thối đoạn nữa tức là dần dần rồi sẽ vào được quả tu đà hoạt quả đầu tiên thì ở đây chúng ta phải hiểu rõ và biết rõ muốn vào được bậc dự lưu tức là hướng quả tu đà hoàn ấy thì chúng ta phải thành tựu được những gì? Thành tựu được tịnh tín bất động đối với Phật. Tịnh tín bất động tức là tâm không bao giờ còn dao động đối với Đức Phật. Đức Phật là bậc đại giác ngộ. Ngài biết rõ hết tất cả sự thật. Sự vận hành của tất cả pháp giới này từ hữu hình cho đến vô hình hữu tình cho đến vô tình chứ không phải hữu hình vô hình từ hữu tình cho đến vô tình ngài biết rõ hết ngài hoàn toàn giác ngộ gọi là toàn giác cái thấy biết của ngài là thấy biết chân thật đầu tiên chúng ta phải biết là chân thật của pháp giới này là gì mà đức phật lại biết được sự chân thật đấy thì chúng ta thường có những cái mê lầm là Chúng ta khổ là tại cha, tại mẹ chúng ta Nghèo cho nên chúng ta khổ Bố mẹ mình xấu quá cho nên mình đẻ ra bị xấu Cái đấy là thấy biết không chân thật Không phải sự thật nó là như vậy Thế còn Đức Phật biết rõ tại sao mà mình xấu Tại sao mà mình nghèo Tại sao mà hôm nay nắng Tại sao hôm nay mưa Nó đều có nguyên nhân của nó Chứ không phải tại sao là do hôm nay là Mây từ đằng đông kéo đến cho nên nó mưa Không phải thế mà biết rõ từng nguồn cơn của nó, tại sao lại có cái việc này. Đó, tức là Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, biết rõ được sự thật của nó. Tại sao nó như thế, Đức Phật biết rõ còn chúng ta là biết theo mê lầm. Ơ ờ, tại vì là tại vì là gió nó thổi từ đằng kia đến cho nên mây nó bay đến đằng này. Chứ nếu không có gió thổi thì nó không bay đến đằng này. Cái thấy biết đấy của chúng ta chỉ thấy biết được một phần chưa phải là toàn bộ trong cái bài kinh mà vua lưu ly đi đánh dòng họ thích ca đấy thì đức phật biết rõ cái nguồn cơn đó là do kiếp trước dòng họ thích ca này là những người dân ở trong cái làng trài đã đi đánh tát một cái hồ cá đấy giết hết những cái con cá ở trong cái hồ nước đấy bây giờ toàn bộ cái cá đấy nó tái sinh về làm chúng ở bên cái nước kia quân lưu ly đấy Thế và quân Niu Ly sang đánh chiếm của dòng họ Thích Ca này, dòng họ nhà Đức Phật đấy. Đức Phật có ngăn chặn cũng không được. Nó giết bằng hết. Đấy là do trả cái quả báo cũ. Đó, chứ không phải là do mỗi thù hận trong kiếp này, mà do cái quả báo cũ. Chứ Đức Phật biết rõ như vậy. Thế và trong cái bài Kinh Kinh Tam Bảo ấy, nói về cái dịch bệnh đấy Đức Phật cũng nói rõ luôn nguyên nhân tại sao mà bị cái dịch bệnh đấy và cách làm thế nào để chuyển hóa được Thế Đức Phật biết rõ, biết sự thật cho nên chúng ta phải khẳng định tịnh tín bất động rằng Đức Phật là người biết rõ hết sự thật Đức Phật nói là đúng nhưng mà chúng ta cũng rất khó Ờ ừ, Đức Phật là giác ngộ như tí ông thầy bói nói là vợ ông ấy nói đúng cơ Đấy có việc gì đi xem ông thầy bói ừ, ông thầy bói nói đúng cái đấy là chúng ta không tin phật chúng ta mới có những cái hành động đấy phải không không tin phật không tin pháp đấy chúng ta phải khẳng định đức phật là bậc duy nhất là bức phật biết hết tất cả khi lúc trước khi mà bắt đầu bước chân vào tu tập hồi đấy tâm chú ân quán còn đi nhiều chùa lắm thì hồi đọc kinh a di đà mình bảo sao lại làm gì có cái chuyện là hoa sen to bằng một bánh xe màu xanh sáng xanh màu vàng sáng vàng màu đỏ sáng đỏ thế xong rồi thì cũng như thế thôi chứ cũng không phỉ bán thế không về sau đọc thêm một số kinh nữa tụng thêm số kinh nữa thế xong rồi cũng khởi nghi là ơ thế đức phật có thật không nhỉ thế xong rồi tự mình thanh lý ngay nhé ồ ai mà biết được thế này thì người ấy quả là phật rồi <laughs> chỉ có phật thì mới biết được những cái điều này làm gì có ai biết chỉ có phật ai mà biết được điều đó thì người đó chắc chắn là phật thế cho nên là tâm chối hồn quán nó quả thật là tịnh tín đối với phật từ khi, khi biết đến phật là thôi không còn có tin vào bất cứ một đâu nữa. khẳng định chỉ có đức phật là được như thế thôi chúng ta phải có tịnh tín đối với đức phật không thể còn có ai nào giác ngộ ngoài Đức Phật và không có ai có thể cứu giúp chúng sinh ngoài Đức Phật. Chỉ có Đức Phật là duy nhất. Đấy là tịnh tín đối với Phật. Thứ hai là tịnh tín đối với Pháp. Là chỉ duy nhất giáo pháp của Đức Phật Mới có thể cứu chúng ta ra khỏi cái chỗ khổ Mới có thể giúp chúng ta đi đến chỗ an vui Chúng ta muốn hết khổ thì phải kiên định thực hành pháp Phật Dù nghèo mấy thì nghèo cũng không được ăn cắp ăn trộm. Dù người ta có đánh chửi mình, xỉ vào mấy mình, mình cũng không được thù oán người ta. Vì thù oán là mình còn đau khổ. Tịnh tín đối với Pháp như thế, phải kiên định như vậy. Chắc chắn như vậy. Người ta phải có tịnh tín đối với Pháp, chứ không phải là... Đấy, giống như Phật tử của mình, thấy có một số lấy cái... Thấy nhà cần bán cái nhà cái... Ô, thôi đi, cái người kia người ta đi xem bói đúng rồi, thôi đi đến chỗ người ta xem. Không tịnh tín được không tịnh tín được đối với Pháp, không thể tin nhân quả, không làm thực hành lời Phật dạy. Phải không? À, ta muốn có được cái phước đó, ta phải biết bố thí cúng dường. Thế giờ chúng ta hồi hướng cái phước đến đối tượng nào? Phải không? Đấy, chúng ta phải tịnh tín đối với Pháp. Dù có gặp cái gì ở trong cuộc đời này, mất thân mạng, cũng không sao, phải giữ được Pháp bởi vì chúng ta có mất thân mạng thì chúng ta lại tái sinh ngay ấy mà tại sao người ta không thể tịnh tín được đối với pháp bởi vì người ta không không hiểu được cái thân này chẳng qua là do nghiệp mà tạo lên rồi chúng ta mất thân này ngày này cái thì nghiệp lại tạo lên thân khác ngay mà có mất đâu cho nên chúng ta sợ hãi cái việc mất thân hiểu không sợ là tôi sẽ tôi mà không nghe theo việc làm ác ta sẽ mất tiền thì tất nhiên là tâm chiếu hoàn quán cũng rất thông cảm với các quý đạo hữu là chỗ là tôi bây giờ tôi làm cái nghề này nếu tôi không làm thì tôi sẽ mất việc tôi không làm theo người ta bảo tôi phải tha mác mà tôi phải tham nhũng mà tôi phải làm hàng giả tôi không làm theo tôi mất việc tôi mất việc như thế thì lấy gì mà ăn như thế thì không tịnh tín được với pháp à phải tin nhân quả việc ác không làm đói cũng gì cũng chấp nhận nghèo cũng chấp nhận phải làm được các cái thiện pháp ăn cơm với muối cũng không sao phải không như vậy người ta mới thành tựu được tịnh tín đối với pháp đấy chứ không phải như chúng ta mỗi là ô tôi tin mà tôi tin là pháp phật là duy nhất đưa đến giải thoát mà nhưng mà có cái là bây giờ tôi chưa làm được thế thì không thành tịnh tín tịnh tín tức là tâm bất động bất động đối với pháp không thể làm khác phải thực hành pháp cái đấy mới là tịnh tín đối với pháp nhé chứ không phải mỗi là tôi tin pháp phật là giáo pháp đứa giải thoát duy nhất mỗi tin như thế mà được cái quả báo vào dự lưu đâu không có tịnh tín tâm bất động tâm bất động thì như thế nào mới gọi là bất động lúc nào là động những lúc mà mình khổ tâm mình mới động động tức là gì động tức là làm theo cái khác không theo lời phật dạy nữa tôi cứ đợi hữu rõ chứ lại người ta gọi là động tâm còn đây tâm không động nghèo thì tôi cũng thực hành pháp tôi tin nhân quả rồi nếu như mà tôi muốn tôi hạnh phúc Mà tôi lại tiếp tục làm cái việc ác này Chắc chắn là phước tôi sẽ giảm đi Phải không? Giảm đi thì đương nhiên tôi không thể có hạnh phúc được Thế còn nếu như bây giờ mà tôi Tôi làm cái việc kia thì chắc chắn tôi sẽ sướng Tâm chiếu hoàn quán kể cho các quý đạo hữu nghe một, một việc của tâm chiếu hoàn quán Tịnh tín đối với Pháp Lúc bây giờ tâm chiếu hoàn quán Bắt đầu đi tu và làm phận sự rất là nhiều thì lúc bây giờ cậu con thứ hai mới là học lớp 2. Cậu lớn đang học đại học. Thì lúc bây giờ xã hội này là chơi điện tử nhiều, nghiện rất là nhiều. Thế thì kể cả bố mẹ mình, kể cả là chồng, kể cả là bạn bè, kể cả là họ hàng. Cũng nói là bây giờ đi miết như thế, không chịu ở nhà mà trông con thì nó nghiện, nó hỏng ra thì thì thế nào? Bây giờ bố mẹ ta kèm sát như kia kìa con người ta còn hỏng Chứ nghĩa là mình đi biển biệt như thế này Không dạy con Thì nó sẽ hỏng Tâm chiếu hoàn quán tư duy như thế này Mình đang đi tạo thiện nhân quả như thế này Không thể mình có quả báo như thế được Mình đang đi giúp người, đi thương người Giúp cho người ta bớt cái khổ đau Thì chắn không bao giờ mình phải chịu khổ đau như thế. Chắc chắn con mình không thể nào hư được như vậy. Không thể nào nghiện được. Không thể nào hư hỏng được. Chắc chắn như thế. Lúc bây giờ tâm trí hoàn quán có một niềm tin kiên cố, kiên định. Không ai có thể bảo được. Mặc dù là ở xóm, trẻ con hư rất nhiều. Thế có phải là tịnh tín đối với Pháp không? Tịnh tín, Đấy gọi là tâm bất động đối với Pháp. Tin nhân quả là như thế. Tôi làm việc này không thể dẫn đến điều kia được. Như là cái đợt bão 2019. chín Mọi người rất dao động, nhưng lúc đó thì tâm chiếu hồn quán là hoàn toàn bình tĩnh, hoàn toàn tự tin tự tin rằng tất cả các việc làm của mình không phải việc bất thiện kể cả người ta có vu cho mình thế nào mình vào tù chấp nhận không vấn đề gì kể cả là mình bị oan ức mình vào tù thì chắc chắn mình vào tù mình sẽ được cái quả phước nào đó và cái sự thăng tiến trên tu tập của mình nó sẽ thăng tiến lên một cấp độ rất tốt tin đến mức độ như vậy cho nên những ngày đó bão hay bão tâm chiếu hồn quán vẫn không bỏ hành thiền ngày nào. Vẫn tu tập bình thường. Đấy. Cho nên là tâm chiếu hồn quán rất là tĩnh tín đối với Pháp. Không thay đổi. Dù hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Khó khăn mấy cũng không thay đổi. Hoàn cảnh nào cũng không thay đổi. Không phải vì những cái khó khăn đó, không phải vì những cái đó mình, mình khởi tâm câu ấy mình tư duy sự việc để giải quyết sự việc chứ không cô ế với sự việc tư duy sáng suốt để giải quyết mọi việc giải quyết tình hình cho tất cả mọi người chứ không phải là vì tâm cô ấy cho nên rất là tịnh tín đối với pháp và mình biết những điều tốt đẹp sẽ đến với mình không thể là những điều xấu được còn phần tịnh tín đối với tăng có những người thì thế này thấy một hành động của một chư tăng xấu tự nhiên là bỏ hết chư tăng luôn Thôi tôi đi về tôi tu Ở nhà tôi thôi chứ còn không phải nương tựa vào tăng làm gì nữa Làm sao mà tịnh tín được đối với tăng Tịnh tín được đối với tăng Tăng là một tập thể số đông thực hành pháp của Phật Còn người nào không thực hành được thì là cá nhân người đó thôi Chứ không phải là tăng Các đạo hữu rõ chỗ này chưa Còn một cái phần tịnh tín đối với tăng thế này Bản thân chúng ta Các quý đạo hữu tự quan sát mình mà xem Bây giờ chúng ta cứ nghĩ xem chúng ta từ bỏ được một suy nghĩ của chúng ta đã là khó rồi. Suy nghĩ mong muốn có người yêu, mong muốn có vợ, mong muốn có tài sản. Chúng ta từ bỏ được cái suy nghĩ đấy đã rất là khó rồi. Thấy không? Mà chúng ta lại có thêm được cái suy nghĩ là tôi đi xuất gia đây. Là khó chưa? Rất khó. Cho nên chúng ta phải tin tăng là những người hiện tại đang từ bỏ được những cái suy nghĩ tham cầu, những cái mong muốn trong tâm, thì họ mới đang ở trong tăng đoàn được chứ, phải không? Nếu như họ lại không từ bỏ được cái tâm muốn lấy vợ thì sao họ ở trong tăng đoàn họ đi về ngay họ lấy vợ, về ngay họ lấy chồng chứ, đúng không? riêng cái tâm đấy cũng của những bậc xuất gia mình đã đáng đảnh lễ và cúng dường tám tháng. Ai đảnh lễ cúng dường tán thán đều sinh ra công đức phước báo rồi. Các quý đạo hữu thấy đúng không? Đó. Chỉ cần họ có cái suy nghĩ từ bỏ thì đã là quá cao quý rồi. Mình có mà có người yêu mà người yêu nói lặng một câu mình còn không chịu được đây này. Chồng vợ nói lặng một câu không chịu được đây này. cứ bắt người ta phải yêu mình cơ. Phải không? Cứ phải em yêu anh và anh yêu em cơ mới chịu được. Chứ đây người ta từ bỏ được cái suy nghĩ anh yêu em và em yêu anh ấy từ bỏ được cái đấy đã là cao quý chưa rất cao quý cho nên chúng ta phải tịnh tín đối với tăng tăng là những người gì dám từ bỏ tham dục để đi trên con đường giải thoát này dám từ bỏ tham dục cho nên tăng là tập thể rất cao quý dám từ bỏ dục lạc ở thế gian Thế còn lại còn từ thấp lên tới cao Có người mới từ bỏ được thế gian Nhưng vào trong đấy người ta vẫn còn Có thể ham một tí tài sản Phải không? Ham một tí danh Nhưng mà so với lại Cái người thế gian đã là cao quý lắm rồi Phải không các quý đại hữu? Từ bỏ được cái mong muốn Sống đời sống gia đình Đời sống vợ chồng đã là cao quý rồi Đúng không các quý đại hữu? Cao quý rồi cái đấy đáng đảnh lễ và cúng dường đã Thế còn tiếp tục họ là còn từ bỏ được cái danh vọng Từ bỏ được tài sản, từ bỏ được hưởng thụ Trong cái đời sống xuất gia nữa thì lại càng cao quý nữa Cho nên chúng ta phải tịnh tín đối với chư Tăng Là những con người đang đi từ kiếp này Hoặc thành tựu ở kiếp này hoặc thành tựu kiếp sau Thấy không? Tăng là tập thể những người có lý tưởng Từ bỏ tham ái, từ bỏ dục lạc phải không? Thế có tịnh tín được không? Tịnh tín được Cho nên Người vừa mới xuất ra Chúng ta đã đảnh lễ được chưa? Đã đảnh lễ thì là mình có lòng tin đối với Pháp Phật Lòng tin đối với Chư Tăng Tin rằng họ đang Đang ở trong gì? Ở trong Tư tưởng từ bỏ Tha mái Còn nếu như họ Ra ngoài cái tư tưởng đó Thì họ đã hoàn tục rồi Thế là thành tựu cái lòng tin này nó dễ hơn không? Dễ hơn. Cứ nhìn thấy người ta còn còn trong cái hình tướng đang thì biết à đây là vẫn đang giữ được cái tâm gì? Cái tâm từ bỏ đời sống gia đình. Sống không gia đình, đi trên con đường của Đức Phật. Như vậy đáng đảnh lễ, đáng cúng dường, đáng trân quý, đáng tán thán. Thế nào đã tịnh tín được chưa? Thế còn khi người ta hoàn tục thì nói rằng người ta không thể vượt qua được cái tâm mong muốn đấy nhưng họ đã vượt qua được gần ấy ngày còn mình còn chưa vượt qua được ngày nào đấy vẫn cứ là đáng quý phải không nhưng họ hoàn tục rồi thì đây lại đời sống khác rồi không phải tăng nữa rồi đúng chưa cho nên mình luôn luôn tịnh tín đối với tăng có đầy đủ lòng tin đối với tăng rằng tập thể chư tăng là tập thể những người đang thực tập đời sống xuất ly tha mái dễ tịnh tín đâu Có những người thì không không tín được như vậy. Và chúng ta phải tịnh tín được thứ nữa là công đức của Tăng. Còn chư Tăng thì còn Tam Bảo. Không còn ai đi xuất gia nữa. Thì Pháp của Phật sẽ bị diệt. Sẽ bị diệt mất. Không có chuyên tu. Đây ví dụ thế này thôi. Nếu như chúng ta không có chuyên tu thì cái bài kinh bát đại nhân giác này có đọc cũng chẳng hiểu gì. Không chuyên tu làm sao biết được. Phải có chuyên tu thì mới hiểu được nghĩa. Có hiểu được nghĩa thì mới chuyển lại cho người khác. Đây là cấp độ tại gia thì mới chuyển được cho người tại gia. Đây là tâm chiếu hoàn quán cùng với quý đạo hữu là đang tư duy theo cấp độ tại gia. Thế còn muốn lưu giữ được kinh nghĩa của Phật ấy, thì phải cấp độ xuất gia người ta hiểu sâu người ta mới giữ được nguyên kinh văn. Còn nếu như mà cứ để cho cư sĩ tại gia viết Thì mai kia viết thế, chế hết kinh Phật thành Cái nghĩa của người tại gia thôi Bởi vì có hiểu đâu Cái nghĩa của người xuất gia đâu Phải không? Sẽ thay đổi hết kinh Phật Thế cho nên kinh Phật được lưu giữ đến ngày hôm nay Là do các bậc xuất gia tu hành Đã có phần đắc đạo mà truyền lại Cứ thế đời này truyền sang đời sau để giữ gìn Hiểu không? Nó mới có được Thế nên tăng là cao quý Là giữ gìn được Phật Pháp ở thế gian tin rằng là chỉ có chư tăng mới giữ được thôi còn nếu là hàng cư sĩ sẽ không giữ được đâu ạ bởi vì có thực hành đâu cư sĩ thì chỉ thực hành được đến pháp bố thí cúng dường rồi lòng tin đôi tín tâm thế này thôi chứ quán chiếu thiền định vào sâu còn dâm dục làm sao mà quán chiếu được cái gì nhiều phải không có quý đạo hữu cho lên mới nói rằng quả a la hán không ở tướng của người tại gia đức phật đã dạy rõ rồi hiểu không chỉ chứng vào đến những cái quả dòng thánh thấp thấp thôi thế mà thánh a la hán mới được kết tập kinh điển cơ đấy ngài an an ngài chưa đắc được quả thánh nên đâu có cho vào kết tập kinh điển đâu thế mà nếu mà cho vào kết tập kinh điển thể lao cũng nếu mà những cái người mà tu bình thường này mà cho kết tập kinh điển thể lão xuyên tạc nữa. tại vì cái này không hiểu bảo ok không hiểu không đúng bỏ cái đấy đi trong kinh đi thêm cái ý của mình vào đấy giống như những trường hợp tu không đắc đến nơi thôi giờ không có ngã quỷ không có không có địa ngục tu không đến chưa thấy biết là ngã quỷ trên bảo ngã quỷ là bịa bã quỷ chẳng qua là những người xấu xí những người bệnh tật những người trong tù thôi tu nó không đến không nhận biết được không thấy được cái cảnh giới đó cho nên thôi thì nếu mà vào tay tôi chép kinh là tôi bỏ hết đi bỏ hết cái cõi đi thế có phải không những người tu không đắc đấy thì không không thể kết tập kinh được cho nên dịch kinh là một chuyện dịch kinh thì chỉ cần biết chữ biết Nghĩa của chữ là dịch được nếu học được Nhưng mà truyền kết tập kinh điển từ đời này đến đời sau Mà kết tập được ra mà không làm thay đổi đi Phải là những người vào quả Người ta mới hiểu được cái nghĩa của kinh Người ta giữ được nghĩa của kinh Còn dần dần sau này Không còn người tu, không còn tam bảo nữa rồi Thì kinh nó cũng sách cũng sẽ bị diệt đi thôi Tu đến mà mức độ nào đó là thôi Tôi không đến chùa đó, tôi ở nhà tôi niệm Phật thôi Thôi bao nhiêu kinh sách là vất hết đi Chỉ còn mỗi chữ a di đà Phật Thế là hết luôn rồi còn gì nữa Phải không? Hết nhãn luôn Làm gì biết được thế nào nữa Đấy Thế đấy là Chúng ta biết rằng Tịnh tín đối với Phật là như thế Đối với Pháp là như thế Đối với Tăng là như thế Cái tịnh tín này nó phải qua cái hành động phải qua cái hành động của mình mình mới biết mình tịnh tín hay không còn đây là nói là ờ ừ nhỉ Phật là bậc giác ngộ rồi Tí nữa sang kia không? Ờ nhỉ Ông Thánh ông cũng là người thiện Ông Thánh này cũng là người thiện Cũng ban phước cho dân ấy mà Là sẽ mất cái lòng tin đối với Pháp ngay Phải không? Nó bị suy giảm Nó không đúng là tịnh tín nhất Tịnh tín tức là tâm bất động Dù hoàn cảnh nào đi chăng nữa Thì vẫn thực hành theo được lời Phật dạy Đấy mới gọi là tịnh tín đối với Phật đối với Pháp. Còn tịnh tín đối với Tăng thì dù chữ Tăng có làm việc gì đi chăng nữa, xấu đến đâu thì xấu chăng nữa, vẫn trong hình tướng xuất ra. Cái đó vẫn là cái mà người ta đang từ bỏ ra đi. Phải không? Vẫn là cái mà có thể đành lễ, vẫn có thể là cái cúng dường. Được, trong giới luật của chữ Tăng ấy, thì phạm tứ ba la di tội, tứ ba la di tội còn có pháp sám hối không? vẫn được ở trong súng tăng vẫn làm được dụng phước điền cho chúng sinh thế đấy tăng cao quý cho nên người ta còn tồn tại ở trong hình tướng tăng ngày nào còn đáng quý ngày đấy phải không đáng quý ngày đó nhé tâm chiếu hoàn quán xin phân tích tiếp vị này chú ở gia đình tâm thoát khỏi cấu uế của san tham thì chỗ này là nếu tịnh tín đối với pháp thì đương nhiên là sẽ thoát khỏi cấu uế của san tham rồi phải không có quý đạo hữu tịnh tín đối với pháp mà thì không san tham được người ta tịnh tín đối với pháp thì người ta bố thí dễ dàng bàn tay mở rộng thích thú từ bỏ chia sẻ bố thí bởi vì người ta tịnh tín đối với pháp rồi người ta biết là nguyên nhân của giàu có nguyên nhân của khổ đau cho nên người ta sẽ mong cầu sự giàu có sự hạnh phúc bằng chính sự gì bố thí cũng dường phải không có quý đạo hữu đấy cho nên tịnh tín đối với pháp thì sẽ có được Thoát khỏi cấu ế san tham, bố thí dễ dàng với bàn tay mở rộng, thích thú sự từ bỏ, chia sẻ và bố thí. Thì hôm trước cũng có một đạo hữu hỏi tâm chiếu hoàn quán thế này. Nếu mà cháu có thức ăn thừa, xong sau đó cháu mới đổ vào thùng rác, xong cháu mới phát nguyện rằng là sẽ bố thí cho tất cả những cái cái, cái chúng sinh đấy tất cả chúng sinh nào mà nó ăn được cái thức ăn này thì tâm chiếu hoàn quán có giải thích. Đây là đồ thừa của mình, không phải bố thí đồ thừa rồi thì làm sao mà gọi là bố thí được. Cái bố thí đúng nghĩa là phải xả bỏ tâm tham. Tức là cái miếng ăn này mình rất thích thú ăn nhưng mình cho đi đấy mới gọi là bố thí. Các quý đạo hữu rõ chứ. Ví dụ như là chúng ta mang quần áo cũ đi chúng ta cho, ôi rồi tốt quá ai chứ người ta lấy cho mình cho nó rộng tổ chứ. Chưa thật là bố thí. Hành động thì là bố thí nhưng tâm không phải là bố thí các quý đạo hữu. Rõ. Phải không? tâm đấy là tâm chưa phải là cho đi mà là mày qua có bộ quần áo này để chật cả tủ bây giờ vứt đi tiếc vì nó vẫn mặc được có những cái bộ quần áo tiếc để năm năm vẫn để góc tủ có ai có những trường hợp ấy chưa vì vứt đi thì nó tiếc ai chỉ nghĩ lại vứt đi nhưng mà cho không ai nấy thành ra cứ phải giữ thôi cứ để đấy thôi không bỏ đi được bỏ đi thì lại sợ người ta nói là vứt đi như thế thì sau này nó nghèo khổ Thế cho nên là khi mà nói là gom quần áo cũ cho ấy, Ôi giời, nhanh lắm, nhiều lắm, vì nhà ai cũng có quần áo thừa mà. Đấy thế nhưng đến lúc bấy giờ nếu mà người nhận được ấy, người ta vứt đi, người ta không mặc đến thì bảo là coi thường lòng tốt của cái người cho. Chúng ta học đạo, chúng ta phải biết rõ sự thật. Người ta nhận của mình là tốt lắm rồi đấy, vì người ta lấy đi được cho mình cái quần áo cũ mà người ta lại giúp cho mình tâm không bị ái náy phải không chứ nếu mình vứt đi tâm mình ái náy thế có phải người ta giúp mình hai thứ không thứ nhất là người ta giúp mình lấy được cái đồ cũ đi thứ hai người ta giúp mình tâm mình đỡ bị ái náy thế có phải người ta giúp mình không chưa phải là bố thí bố thí là phải cho đi những cái có giá trị đối với mình nó còn giá trị còn những cái đối với mình không còn giá trị nữa thì làm gì gọi là bố thí phải không Nó giá như cái này nó cũ rồi nhưng mình vẫn bán được tiền Thế nhưng mà mình vẫn cho đi Thì đấy gọi là bố thí Giống như trước kia tâm chiếu hoàn quán ở nhà ấy, Thì có cậu con lớn của tâm chiếu hoàn quán Thì tâm chiếu hoàn quán mới bảo mấy cháu là Không được bán những cái đồ chai nọ Rồi tất cả các thứ là không được bán Cứ để nguyên đấy Đưa vào chỗ chỗ rác ấy Xếp riêng nó ra đây ở chỗ rác Chỗ rác để làm gì? Để mình biết rằng có cái người ta đi bới rác Người ta mà nhặt được như thế Người ta rất là vui Đấy mới gọi là bố thí Chúng ta biết nó có tiền Nhưng chúng ta không lấy Và chúng ta biết là người ta lấy Người ta sẽ có niềm vui Cho nên mình bố thí tài sản Và bố thí niềm vui nữa Đấy mới thuộc về bố thí Con không được bán cái đồ này Không lấy Cho nên không bao giờ cho bán Sắt vụn rồi, rồi Không cho bán các cái đồ chai nọ rồi hộp tức là cái gì bán được là không cho bạn gói gọn nó vào xong rồi mang ra để cùng với lại rác đi nhưng tâm mình đâu có phải là vứt đi đâu mình mong muốn người ta có niềm vui đấy thật là tâm bố thí thế tâm trí ôn quán đã biết thực hành từ lúc mà mình còn chưa biết đến phật pháp xui con mình làm như thế Mẹ không cho bán đồ cho đâu nhé Không được bán, không được gom vào bán Tuy rằng nhà không phải là giàu Nhưng mình biết người ta đi nhặt Người ta sẽ có niềm vui Chứ không phải là mình mang đi làm ô nhiễm môi trường Không phải thế Cho ta nhặt được, người ta sẽ rất vui Đó Đấy cho nên chúng ta phải nhớ nhé Bố thí là chúng ta phải từ bỏ được Cái tâm tham tiếc của mình Cái đồ này đối với mình nó vẫn còn là quý Thế cho nên mình đi bố thí đi Thế còn đâu mà gặp lũ gặp lột rồi mình mang quần áo cũ đi cho Thôi mình không dùng cái từ bố thí mà mình dùng cái từ rằng Thôi người ta chưa có mà mình có ở đây mà trong khi đó mình người ta lấy đi hộ mình là quý quá rồi cảm ơn Thế mới là đúng Đấy nhé, chúng ta phải biết rõ chúng ta là ai chứ không là Chúng ta là người tu lại không nhận diện về được cái hành vi của mình Thì đó gọi là mê mờ đấy Phải không? Không sáng suốt nha. Thế còn cái việc cúng dường là cái việc cao tột của cái việc bố thí. Là chúng ta thứ nhất là trong sự giác ngộ muốn rằng Phật Pháp duy trì ở thế gian, muốn tam bảo có ở thế gian làm ruộng phước điển cho chúng sinh. Đấy là sự giác ngộ thứ nhất. Để chúng ta thực hành tâm bố thí. Tự giác ngộ thứ hai nữa của chúng ta là chúng ta biết chúng ta đi cúng dường là chúng ta sẽ xả được cái tâm keo dít một cách cao nhất. Bởi vì chúng ta luôn luôn mang cái đồ tốt đẹp nhất để mang đi cúng dường mà. Phải không? Có thể là cái quả này chúng ta không bao giờ dám mua ăn. Nhưng chúng ta dám mua để cúng dường. Thế có phải xả đi cái tâm keo dít cao nhất đâu? Thế cho nên chúng ta phải hiểu rằng bố thí dễ dàng với bàn tay mở rộng, thích thú sự từ bỏ, chia sẻ bố thí. Nó phải được thành tựu từ cái sự tịnh tín đối với Pháp Thì nó sẽ có được điều này còn nếu chúng ta chưa tịnh tín được đối với Pháp Thì chúng ta không bao giờ bố thí và cúng dường được dễ dàng đâu ạ Kính thưa các quý đạo hữu Chúng ta phải nhớ câu chuyện Là có hai vợ chồng nghèo này Chỉ có mỗi một chiếc khố thôi Thế thì chồng đi ra khỏi nhà mà chồng mặc Thì vợ phải ở nhà Vì không có gì mặc phải ở nhà Thế muốn vợ muốn đi công việc ra ngoài Thì chồng phải ở nhà Vì vợ mặc mất khố rồi Thế thì hôm đấy là có một vị tỳ kheo mới khuyên hai vợ chồng là Đức Phật là ruộng phước tối thượng. Hai vợ chồng mà mang cái chiếc khố lại mà cúng dường cho Đức Phật thì sẽ đổi được cái nghèo đi. Sẽ hết được cái nghèo. Thế là hai vợ chồng mới tin điều đó. Gọi là tin Pháp ấy. Tín Pháp mới gửi cái vị tỳ kheo là cái khổ mang về cúng Phật. Ngay trong hiện tại đó, một thời gian ngắn sau, à, hai vợ chồng này được vua cho bao nhiêu là tiền chuyển hóa ngay trong hiện đời. Thế có phải tâm cúng dường với sự giác ngộ không? Và xả thí đến tận cùng không? Thế có phải tịnh tín đối với Pháp? Tin rằng cúng dường cho Phật sẽ được chuyển nghiệp. Nghèo chúng ta đang lão cũng nghèo rồi. Thôi thì chúng ta cúng dường lốt đi để chúng ta đổi cái cảnh nghèo này đi. Có phải tịnh tín đối với Pháp không? cho nên có tịnh tín đối với pháp thì mới xả thí được trên tâm chiếu hoàn quán vẫn dậy. Con mình ấy, bắt đầu lĩnh lương, các con phải nghĩ ngay đến việc cúng dường, rút tiền giao ví dụ lĩnh rút ra cúng dường đã rồi mới nghĩ đến việc tiêu như vậy chứ còn đừng có vừa mới lĩnh lương xong cãi nghĩ thôi đi tôi mua đôi giày tôi mua đôi dép tôi mua thế này thế kia là không được nghĩ đến cúng dường nghĩ đến hiếu thuận đã dù ít dù nhiều trong cuộc sống nĩnh nương một cái phải nghĩ là à tôi nĩnh nương được ví dụ tôi được 5 triệu tôi cứ mang bỏ ra 100 200 đi cúng dường đã còn 100 200 này tôi bỏ đi báo hiếu bố mẹ đã xong rồi tiêu gì mới tiêu thì cái người đấy người ta sẽ được phước vì người ta giác ngộ rằng tam bảo là ruộng phước gì phước điền trên phải cúng dường tam bảo để có phước báo cha mẹ là lơi mà chúng ta cần phải hiếu thuận vì đó là cái đức sinh ra cái hiếu cho nên chúng ta phải nghĩ đến việc cúng dường cho cha mẹ phải không? Đấy thì cái đấy gọi là được bố thí trong cái tâm giác ngộ và dễ dàng bố thí không có san tha. Phải không các quý đạo hữu? Nhá cho nên ở trong cái phần kinh bát đại nhân giác là Bồ Tát không như vậy thường nhớ đến chi túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp thì chúng ta đã được dẫn chứng qua cái bài kinh cư sĩ chứng quả dự lưu lại. Để chúng ta lâng cái tâm của chúng ta lên Để chúng ta thành tựu được Tịnh tín đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng Thông qua việc dễ dàng bố thí cúng dường của mình Thông qua việc kiên định trong nhân quả Không vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta khởi nên tham ác Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Thì đấy gọi là tịnh tín đối với Pháp tịnh tín đối với tăng thì sẽ tịnh tín đối với phật thì chúng ta sẽ học được hạnh của bồ tát là nhớ đến chi túc là phạm hạnh nhớ đến pháp thôi sống đúng với nhân quả của mình thôi gọi là phạm hạnh vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp thì người tại gia thì chúng ta sẽ sống đúng theo nhân quả của người tại gia người xuất gia thì đúng sống đúng theo giới luật của người xuất gia người tại gia sống đúng theo giới luật của người tại gia dễ dàng bố thí như vậy là chúng ta đã là tịnh tín đối với Phật pháp tăng đấy các quý đạo hữu ạ nhé thì chúng ta sẽ có hướng tâm tới vào quả dự điều thì đương nhiên cư sĩ chúng ta thực hành được như vậy thì đến lúc xuất gia chúng ta sẽ dễ dàng vào quả nhé cho nên ai ai cũng phải tu tại gia chúng ta có bài pháp của tại gia đến bao giờ xuất gia chúng ta có pháp của xuất gia chứ nhiều lúc có người đi tu rồi cũng không tin Phật nữa đâu có việc gì đi hầu đồng cơ nhiều người xuất gia đi hầu đồng lại còn có cái tư tưởng này này tu phật rồi nhưng mà căn quả chưa trả xong cho nên vậy <laughs> mở phủ ra mở điện ra để hầu đấy cho nó cho nó mát mẻ rồi mới tu được đấy là không tịnh tín đối với phật không tịnh tín đối với pháp và cũng chẳng tịnh tín gì đối với tăng người đấy không có tịnh tín không có tín, chứ chưa nói đến tịnh tín nữa. Không có tín đối với Phật Pháp Tăng. Không có tín, Đức Phật là Bậc cao nhất rồi, giác ngộ duy nhất. Không ai cứu mình được, chỉ có Đức Phật thôi. Đây thì bảo là phải đi hầu như thế một thời gian để cho nó mát mẻ rồi thì mới tu được. Như thế là không tin Phật rồi. Đúng không các quý đại hữu? Đấy, trường hợp thế là rất là nhiều. Do Phật tử nói nên Tâm Chúa còn Quán nói là có thầy ở chùa, chùa làng nói như vậy. Thế rất là tiếc cho cuộc đời xuất gia, phải không? rất là tiếc có nhiều người mình tư duy vào đấy mình thấy cái hành động đấy mình biết là không vào quả được vì những cái hành động đấy thì không vào quả được và cư sĩ phật tử mình làm sao chúng ta phải thành tựu được cái tín này cư sĩ tu rất là khó vì cuộc đời nó có nhiều những cái biến đổi cho nên giữ được cái tâm mà tịnh tín đối với pháp giữ được cái tâm cúng dường trong mọi hoàn cảnh có khó không có quý đạo hiểu nhưng chúng ta phải kiên định làm bằng được Nhớ đến cái chuyện Hai vợ chồng nhà nghèo có mỗi cái khố Nhớ đến điều đó Chúng ta còn có một câu chuyện nữa của một cái 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 người con này mà bố là cả đời cúng dường Xong sau đó cứ phát nguyện là cứ mỗi năm đến tháng 7 đều cúng dường đấy Chứ tăng an cư đấy Thì đều cúng dường thế đến cái đấy là ông bố ông chết đi ông ấy truyền lại cho con là phải thực hành như thế đến đời con thì lại làm ăn rất là nghèo mà lại sắp đến ngày cúng giường rồi mà không làm sao mà tìm đâu mà vay được tiền mà cúng giường thế hai vợ chồng mới bắt đầu mới tính đến chuyện đi vay lãi để cúng giường bởi vì là sợ không thực hành cái lời của bố là thành bất hiếu chứ cũng chưa phải là tịnh tín đối với phật pháp tăng đâu nhưng mà do là mong muốn lời của bố để lại là mình phải thực hành mình không dám làm trái lời bố thế rồi đến tối ngủ mơ là báo được là ở bên xứ phía dưới cái đất ở dưới dưới nhà ấy, ở dưới cái gầm giường ấy đào lên là trong đấy có tiền thế là đào lên là có tiền luôn đấy do tịnh tín đối với lại cái việc cúng dường nó biết là bố như thế cho nên là cứ thế cúng dường cúng dường là bố bảo là cúng dường nó sẽ sinh ra phước cho nên là truyền đời lại là phải cúng dường ta thế là chỉ có tin tín tịnh tín là cứ cúng dường như thế thôi vâng theo lời của bố thôi thế là kết quả sẽ được rất là tốt đẹp đó thì trong cái bài kinh này và trong cái phần kinh bát đại nhân giác này thì chúng ta có các cái đề mục quán như sau ngày thứ ba của chu kỳ bảy này nó là ngày tu thiền quán ngày thứ nhất quán chiếu lòng tin của mình đối với Phật qua cái sự hướng dẫn chia sẻ của tâm chiếu hoàn quán ấy, xem thật sự mình đã có cái cái lòng tin đối với Đức Phật chưa từ trước đến này đã tịnh tín đối với Đức Phật chưa hay là bậc giác ngộ nhất biết nhất chưa hay là khi mà mình có cái điều gì mà chưa hiểu muốn giải quyết trong gia đình mà lại đi tìm đến cái chỗ khác ngoài ngoài giáo lý của Phật thì chính tỏ là không có tịnh tín đối với Đức Phật. Tức là chúng ta cứ đi tìm ông thầy bói, thầy cúng hay đi tìm ai ấy, mà không đi tìm đến nhà Phật thì coi như là không tịnh tín đối với Đức Phật. Đề mục thứ hai là xem chúng ta đã tịnh tín đối với Pháp chưa? Kiên định thực hành Pháp Phật trong mọi hoàn cảnh không? Có kiên định hay không? Ví dụ như là có một cái việc rất là đơn giản thôi. Có ai người ta đang đối xử không tốt với mình. Thế là cứ đi thị phi đấy nhá Nó là cái người thế này, cái này, thế kia đấy nhá Nó thế này, nó ác, nó thế này, cái kia. Mà lại không xoay vào xem nghiệp của mình là thế nào. Thì như vậy là gọi là không tịnh tín đối với Pháp. Đấy, nếu không trạch ra có khi không hiểu. Phải không? Không quay lại là đây là nhân quả của tôi. Người như thế mới gọi là tịnh tín đối với lại Pháp. Các quý đại hữu rõ chưa ạ? Hãy cứ quay ra đấy nhá, đây nó đang nhìn đèo tôi kìa, đấy nó nhìn đèo tôi đấy. Thế là không tịnh tín đối với pháp rồi. Vẫn có lòng tin nhưng chưa đạt được cái mức độ tịnh tín. Tịnh tín tức là tâm bất động cơ. Các quý đạo hữu rõ chưa ạ? Tâm bất động tức là lúc lao người ta cũng quán pháp được. Rồi nói bài chữ này không cẩn thận năm mai thế nào nó cũng đi nó hại mày đấy. Thì mình cũng phải biết ngay hại mình thì mình vẫn phải xem xét xem mai người ta có hại hay không nhưng mình không thù hận mình biết đây là nhân quả của mình cho nên mình sẽ thay đổi bằng bài kinh khác của phật đức phật dạy sáng khởi niệm an lành thì sáng an lành cho nên buổi sáng ra mình làm sao phải giữ được cái tâm của mình thiện hiểu không thì giữ được cái tâm của mình thiện để cho buổi sáng nay những cái nghiệp quả nó sẽ giảm bớt đi nếu định nghiệp nó có cái gì rồi bây giờ nó sẽ giảm bớt đi chứ còn nếu chúng ta mà sinh tâm bất thiện người ta thì đáng ra gặp ác người ta ác với mình một người ta sẽ ác hai đúng không đấy mới gọi là tịnh tín đối với pháp đấy trong tu tập Phật pháp nó phải là pháp hành chứ không phải là lý thuyết các quý đạo hữu nhé thì ta quán xem ta đã có được tịnh tín đối với pháp chưa chưa có thì chúng ta phải biết là chúng ta còn yếu nhé trên đề mục quán thứ hai là xem chúng ta đã có tịnh tín đối với Pháp chưa? Mình có tin chắc rằng Pháp của Phật đưa đến giải thoát hay không? Mình đã thực hành khiến thoát dần được cái tâm gì, sự khổ gì? Tức là bây giờ mình quán chiếu là xem mình đối với lòng tin tịnh tín đối với, với Pháp ấy là xem xem là từ ngày thực hành Pháp của Phật thì mình đã dần dần tiêu trừ được cái tâm bất thiện nào đi và mình thực hành pháp của Phật mình đã có được cái lợi ích gì rồi đấy là để cho chúng ta quán chiếu cái lòng tịnh tín của chúng ta đối với pháp đề mục thứ ba là đối với chư tăng thì mình thành tựu được tín tâm đối với chư tăng như thế nào rồi mình thành tựu được tín tâm đối với chư tăng là như thế nào rồi từ đó mình sinh ra cái tâm cung kính đảnh lễ tăng Thế Tâm chiếu Hoàn Quán đã hướng dẫn rồi đấy Là một cái tâm niệm từ bỏ được đời sống thế tục Mà sống trong tăng đoàn đã rất là cao quý rồi Và các vị bây giờ đã là Phải do tích tập công đức từ kiếp trước mới được Bây giờ mình đang tích tập công đức để được đi xuất gia Thế những người đi xuất gia này Người ta đã tích tập công đức từ kiếp trước rồi Cho nên người ta mới, mới được đi xuất gia rồi đây này Đấy Cho nên từ đó thì mình mới Có thể cung kính được chư Tăng được tức là cái mình đang đi là chư tăng đã đi qua rồi, các đạo hữu rõ rõ chứ này chưa? đấy quán chiếu như thế, mình cứ quán chiếu từ cái tâm của mình đấy là ấy. cái sự khó khăn từ bỏ của mình ấy mình sẽ cung kính được chư tăng, vì cung kính chư tăng cho nên mới tịnh tín được đối với chư tăng. còn nếu không cung kính chư tăng thì không thể thành tựu được cái tâm tịnh tín đối với chư tăng được, các quý đạo hữu ạ, không? không tư duy được cái sự khó từ bỏ của mình thì không thể nào cung kính chư tăng được. Phải không các quý đạo hữu? Nhá, mục quán thứ ba là như thế. Mục quán thứ tư của chúng ta đó là chúng ta tự quán sát xem trong cái buổi ngồi thiền này chúng ta đã tăng trưởng được cái tâm tín đối với Phật Pháp tăng chưa? Xem mình có tăng được lên không? Nhá. Ngày thứ tư của chu kỳ bảy tức là ngày thứ hai tu tập thiền quán của chu kỳ bảy đề mục thứ nhất là quán chiếu xem tâm mình đã bớt tham đi hơn so với trước chưa và trong cái đề mục quán này thì mình phải làm sao cảm nhận được cái sự hạnh phúc của mình khi tâm mình bớt tham đi so với trước mình phải cảm nhận được hạnh phúc tại vì mình cứ quán cái tham lần trước cái trước của mình mình tham mình khổ thế này mà Bây giờ mình bớt tham cái đấy rồi thì tự nó sẽ sinh ra được cái cảm thọ hạnh phúc của mình. Cái đề mục thứ hai, quán chiếu về tâm cúng dường bố thí của mình bây giờ so với trước đã mở rộng được ra chưa? Đã mở rộng được hơn chưa? Đề mục quán thứ ba của chúng ta đó là chúng ta phát nguyện học theo hạnh của Bồ Tát luôn lấy tuệ quán nhân quả là sự nghiệp sự nghiệp tức là việc chính của chúng ta tức là các việc chúng ta đều lấy tuệ quán nhân quả lên làm đầu giống như lúc lễ trước tâm chiếu hoàn quán nói đấy ví dụ có một người chửi mình thì mình cũng phải nghĩ ngay đến cái nhân quả của mình chứ đừng có nghĩ đến người ta ngay thì đấy gọi là lấy làm sự nghiệp sự nghiệp tức là việc chính điều thứ tư là chúng ta khẳng định rằng điều giác ngộ thứ ba này là đúng nếu tâm không biết đủ chỉ no việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác bồ tát không như vậy thường nhớ đến chi túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp thì sẽ được an vui an lạc thì tại sao mà chúng ta qua hết một đầy một quán chúng ta phải khẳng định điều đó là đúng bởi vì cái sự khẳng định trong tâm của mình ấy là nó chính là sự giác ngộ của mình. Nếu chúng ta không khẳng định được thì chúng ta chưa gọi là giác ngộ. Cho nên mỗi một khi chúng ta quán xong thì chúng ta đều có cái đề một quán cuối cùng là khẳng định lời Phật dạy là đúng, khẳng định điều giác ngộ này là đúng. Cái chữ giác ngộ tâm chúng còn quán nhắc lại, giác ngộ là hiểu biết sự việc này đúng sự thật của nó, gọi là đúng bản chất. Thế thì cái điều mà nếu tâm không biết đủ chỉ no việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác cái đấy là sự thật thấy không sự thật chúng ta hiểu đúng như thế thì chúng ta được gọi là giác ngộ còn bồ tát không như vậy thường nhớ đến chi túc vui cảnh nghèo giữ đạo lấy tuệ làm sự nghiệp đúng bồ tát hạnh của bồ tát là như thế cho nên chúng ta hiểu được như thế thì đó là sự thật và như vậy thì đời sống của các vị bồ tát sẽ được an vui sẽ được hạnh phúc đó cho nên là mỗi một đề một quán xong chúng ta đều phải khẳng định. Chúng ta tư duy để chúng ta khẳng định điều đó là đúng mà. Phải chúng ta thấy đúng thì chúng ta mới làm theo chứ. Phải không quý đạo hữu? Nếu chúng ta không khẳng định nó là đúng thì chúng ta sẽ không làm theo. Thế cho nên bước đầu tiên chúng ta phải khẳng định được nó là đúng đã thì chúng ta phải qua hai bước văn và tư. Thấy không? Văn và tư. Thì khi chúng ta văn chúng ta tư xong rồi thì chúng ta sẽ gì? chúng ta sẽ thực hành gọi là tu đấy văn tư tu thì cái quá trình chúng ta nghe pháp chúng ta thiền quán như thế này nó thuộc về văn và gì và tư và chúng ta đưa ra phương pháp để chúng ta thực hành và đến lúc ra khỏi cái cái chuyên mục tu tập thiền quán này tư duy này thì chúng ta thực hành theo thôi thì gọi là tu nhé cho nên thiền quán là vô cùng quan trọng nó có tính chất quyết định cho chúng ta hành động nếu chúng ta không khẳng định được điều này là điều đúng đắn thì chúng ta sẽ không làm theo chúng ta thường thường làm theo những gì mình cho nó là phù hợp với mình mà thì chúng ta phải khẳng định cái này là đúng là phù hợp với mình thì chúng ta mới làm theo cho nên tất cả sự quán chiếu nhưng đến cuối cùng chúng ta quên mất cái tư duy khẳng định đó thì chúng ta lãng phí mất cái thời gian tu tập vì nó chưa khẳng định thì chúng ta sẽ không có cái quyết định tâm sau này không có cái sự thực hành kiên kiên định sau này cho nên mỗi khi chúng ta quán chiếu xong chúng ta bảo đúng quả thật là đúng đúng thì nó sẽ kèm theo sự tán thán quả thật là đúng tâm chiếu quán thì thường thường cứ nghe xong những cái điều mình chưa biết về lời phật dạy ồ đúng thật đấy nhỉ nếu mà không có phật dạy thì mình cũng không thể nghĩ ra được không có thầy mà giảng cho mình mình cũng không nghĩ ra được thế nên là nó kèm theo cái tán thán pháp khẳng định đúng biết ơn đúng không quý đạo hữu thì nó sẽ dẫn đến hành động gì lòng tin bất thức chuyển thực hành và tri ân để ơn nó sẽ liền theo cho nên văn tư rất là quan trọng chúng ta tụng kinh nghe pháp thiền quán tư duy vô cùng quan trọng L nếu ai không làm được điều này thì không thể tu được cho nên mới gọi là tu mà không học thì là tu gì? Tu mù vì mình không biết thực hành theo cái gì Đến lúc một lúc nào đó mình nghĩ thế nào Mình thực hành như thế nó sai Chẳng ai lại thực hành theo cái điều không nghĩ cả Phải không? Bao giờ cũng phải nghĩ rồi mới thực hành Nhưng mà nghĩ sai thì thực hành sai Trên việc tụng kinh nghe Pháp Tư duy Pháp là vô cùng quan trọng Đối với một người muốn mong cầu hạnh phúc thì phải nghe Pháp, phải tư duy Pháp. Thì ở thế gian mình mới biết cách thực hành theo Pháp của người thế gian. Xuất gia mình mới biết cách thực hành theo Pháp của người xuất gia. Đấy, cho nên dù tại gia hay dù xuất gia muốn đạt được cái mục đích hạnh phúc của mình đều phải nghe Pháp, đều phải tư duy Pháp. Cho nên các quý đạo hữu đừng lấy lý do tôi bận quá, tôi không tu. Nếu không tu thì chúng ta không biết dừng ác, không biết dừng ác thì đương nhiên là phải tạo ác, tạo ác thì vì chịu quả báo. Không biết sinh thiện Thì không biết sinh thiện thì nó sẽ không có cái quả báo thiện Phải không quý đạo hữu? Chúng ta chỉ cần câu Ôi Đức Phật nói đúng thật đấy Chúng ta đã tiêu trừ được các cái nghiệp ác của mình Một số nghiệp mà nó liên quan đến việc mình phỉ bán người khác rồi Mình không tôn trọng người khác rồi Nó giúp cho mình là Cái nghiệp của mình hay nói thừa Nói không đúng lúc, không đúng thời Nói không đúng nơi, đúng chỗ Nói thừa thải, nói thiếu Nói người khác không hiểu nhưng mà chúng ta tu tập như thế này thì chúng ta sẽ chuyển được kinh nghiệp đấy. ở phần nào? Chịu khó thiền quán tư duy như thế. Thì chúng ta sẽ tư duy được đúng, nói đúng lúc, đúng nơi đúng thời, đúng nội dung. Đấy là kết quả của việc tu thiền, tư duy như thế. Các quý đạo hữu ạ. Thì tâm chiếu hoàn quán chúc các quý đạo hữu chúng ta tinh tấn trong việc tư duy quán chiếu theo đề mục để có được những cái lợi ích, thay đổi được những kinh nghiệp trong hiện tại và được tinh tấn trên con đường tu tập của mình chúc các quý đạo hữu tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank <music> you.